Hello, chào anh em. Ngày hôm nay em review một con me húp tôm 90 triệu cây, khá là cộp, nguyên zin 100%, sơn si nguyên zin 100%, nó xe rất là đẹp, mang cá lóc nồi, lóc đề, em để nguyên luôn, nguyên zin, không đụng chạm bất cứ tí sơn nào. Xe này khá là xuất sắc, khá là đẹp, xứng đáng để anh em chơi phê cầm pháo. Đất liền là Araya 24, Araya 24, cầm này cầm khá đẹp, cầm còn sáng. Đầu nồng mình săn con mới ken luôn, miền trước thì cũng là Araya 204, Araya 204 sơn si ốc tán rất là mới, rất đang còn rất là mới. Tí xíu em quay qua nóc nồi test cho anh tiếng máy anh em nghe. Review sơ bộ bên lóc nồi, nồi cái bô mình sơn khá là đẹp, cái bô chân cuộc rất là đẹp, cầm đều văng cũng còn mới, đều văng luôn, rất là đẹp. Lóc nồi sơn khá là đẹp, có một vết chày nhỏ ở phía dưới, em để nguyên luôn cho nó riêng cho nó đẹp. Mình sang con 7 màu, đùm bánh căm trước, hai bên đẹp ken, mặt nạ logo ba ga mũi dài trước rất đẹp, carbon đèn kè kiện carbon cho cái đèn trước khá đẹp. Cùng con nó mát em test nổ máy cho anh em nghe ha, máy rất là êm, về cái nổ rất là êm. Anh em chơi cái việc gọi số điện thoại trên màn hình, nhắn tin em gửi hình chi tiết cho anh em xem. Khi anh em coi clip thì cũng chưa đã lắm, coi từng hình là mình banh ra, mình môi ra, mình coi là nó mới sướng. Cảm ơn anh em, nếu chúc anh em sức khỏe, hẹn gặp lại anh em clip sau.